Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của LTG. Chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tuyệt thế đường môn từ 245 anh em nhé. Wow, khóe miệng giật giật. Ai mà ngờ được Hiền lão sư. Thôi được rồi, đưa thì đưa. Thế nhưng mà có rất nhiều nội dung, bây giờ cũng trễ rồi. Hiên Tử Vân trừng mắt nhìn hắn. Sao, ngươi chuẩn bị đi ngủ? Một đêm đẹp trời thế này mà lãng phí thời gian thì thật là có lỗi. Đừng có nói nhảm, mau đưa đây. Đối với Vũ Hảo mà nói, bất đắc dĩ lắm mới phải so đèn dạ đàm. Còn Hiên Tử Vân thì đang hứng thú cao trào, lại đụng tới vấn đề hồn đạo khí, Vũ Hạo cũng dần dần vào trạng thái say sưa. Đêm đó bọn họ không ngủ, tia nắng đầu tiên rọi vào đường môn, cả đường môn toát lên ánh bình minh đầy sức sống. Một gã thanh niên đang thong thả bước tới cổng lớn, thân thái có vẻ khẩn trương lại nhiều nét háo hức. Hình như là ta tới sớm quá rồi, thua chờ một lát, gã thanh niên lẩm bẩm tự nhủ. Nói xong hắn lại nhìn trời, vẻ khẩn cấp bất kỳ ai đi ngang qua cũng thấy rõ. Đến khi thái dương mọc lên, hắn không nhịn được gấp gáp bước chân tới cổng của đường môn gõ cửa. Hôm nay đường môn đã phát triển theo hướng chế tạo và sử dụng hồn đạo khí, thế nhưng cổng vẫn sử dụng loại cổng gỗ truyền thống cổ kính. Đùng đùng đùng, tiếng gõ cửa vang lên như chớp, cứ như là sợ có ai đó nghe thấy vậy. Lát sau cổng mở ra, một thanh niên áo trắng thò đầu ra rồi hỏi: "Ngươi tìm ai?" Đường môn phân ra đệ tử chính thức và đệ tử ghi danh. Đệ tử chính thức không có đồng phục, thế nhưng ngược lại đệ tử ghi danh phải mặc đồng phục màu trắng, nhưng rất là sạch sẽ và tươm tất. Gã thanh niên nói: "Ta tìm Hoắc Phu Hào, hắn có ở đây hay không?" Tên đệ tử ghi danh gật đầu: "Hoắc sư huynh có ở đây." Gã thanh niên phấn chấn rồi nói: "Phiền ngươi giúp ta thông báo cho hắn một tiếng, nói Mặc Hiền có việc tìm hắn." Để tăng thêm phần lực lượng và khiến cho tên đệ tử ghi danh nể trọng hơn, hắn bổ thêm một câu: "Ta đến từ học viện xử lý khác." Quả nhiên vẻ mặt tên đệ tử ghi danh kia trở nên dè dặt hơn. "Ngài chờ một chút, ta lập tức đi bẩm báo." Vũ Hào tuổi còn trẻ, thế nhưng đường môn là do 7 sư huynh đệ kia sáng lập. Đệ tử được thu vào tông môn đã bỏ đi những tình huống đặc biệt không câu lệ, thế nhưng đều gọi 7 người kia là sư huynh sư tỷ. Đúng vậy, gã thanh niên sáng sớm đã gọi cửa chính là người từng cùng với Vũ Hạo tiến vào tình đấu đại xâm lâm, Mặc Hiên, một trong những đệ tử nội viện xử lý khắc bồi dưỡng. Từ hôm trở về, lúc nào Mặc Hiên cũng thấp thỏm, pháo đài di động khiến hắn bị ấn tượng quá lớn. Trên đường về, Vũ Hạo từng chỉ hắn điều khiển một chút, hắn thử và cực kỳ thích thú, lần đầu tiên có cảm giác mạnh mẽ chẳng cần người ta bảo vệ. Thực tế Vũ Hạo chẳng thể nào biết được tầm quan trọng của Mặc Hiên ở học viện xử lý khắc. Thực lực của bản thân đừng nói là nội viện, tìm lại một tên đại tử cùng tuổi ở ngoại viện cũng dễ dàng đánh bại hắn, thế nhưng hắn lại có năng lực đặc biệt. Lúc ấy Trương Nhạc Huyên và Thái Mị Nhi chỉ giản lược năng lực của Mặc Hiên, thế nhưng không nói hắn có thể phóng thích bổ trợ xa đến cỡ nào, do đó Vũ Hạo cũng xèo nhẹ. Chiến lược Mặc Hiên thế này thì làm sao trước kia có thể khảo thí vào gia nhập học viện xử lý khác. Có thể nói, hắn cũng giống như Vũ Hạo có mối quan hệ đặc biệt trở thành đệ tử ngoại viện, nhận khảo thí dễ nhất. Khi đó hắn cũng chỉ là có một hồn hoàn, chỉ thi triển ra một hồn kỹ, thế nhưng lại được đặc cách tuyển chọn. Khi đó hắn chỉ thi triển ra một khả năng tăng phúc bình thường, hồn hoàn thứ nhất mà thôi, có thể lợi hại đến đâu. Hiệu quả đương nhiên cũng bình thường, thế nhưng một cách tăng phúc như thế lại bao trùm đường kính 1 km. Nói một cách khác, ở trong phạm vi 1 km, chỉ cần Mặc Hiền muốn thì tất cả mọi người đều được quang hoàn tăng phúc. Đây là khái niệm gì? Một người được quang hoàn tăng phúc, chiến lược một người tăng lên 10%, không ảnh hưởng nhiều đến chiến lược tổng thể. Thế nhưng nếu trong phạm vi 1 km có đến vạn người đồng loạt được tăng phúc thì chiến lược toàn quân tăng lên 10%, vậy thì khủng bố như thế nào? Ngay khi hắn thi triển hồn kỹ thứ nhất rồi giải thích tác dụng, lập tức các lão sư học viện Slekak nhận ngay vào học viện, xếp hàng danh sách đệ tử siêu hạch tâm để bồi dưỡng đặc biệt. Bao năm nay, tu vi Mặc Hiên luôn được các lão sư giúp đỡ những cách đặc biệt để vững vàng tăng lên. Mặc dù không sánh được với các đệ tử nội viện cùng lứa, thế nhưng so với hồn sư bên ngoài thì tốc độ tăng trưởng tốt hơn nhiều, qua đó thiên phú khoán cũng được cải thiện. Mỗi khi hắn bổ sung hồn hoàn, hồn kỹ quang hoàn lại tăng phạm vi lên 1 km. Cái khái niệm này còn khủng bố hơn nữa. Bây giờ Mặc Hiền có 6 hồn hoàn, hồn kỹ của hắn đã có thể tác dụng trong phạm vi 6 km. Với vũ hồn đặc biệt của hắn, học viện sư khác đã lập một nhóm nghiên cứu chuyên biệt, đưa ra kết luận là một loại vũ hồn biến dị đặc biệt, không thể phục chế. Khi mà hắn phóng ra quang hoàn sẽ cộng hưởng với các nguyên tố thuộc tính trong không khí, đồng hóa khiến cho tốc độ tăng phúc chỉ đem lại uy lực cực nhỏ, thế nhưng diện tích bao phủ lại cực kỳ rộng lớn, gây ra tác dụng còn đáng kinh ngạc hơn cả hồn kỹ linh vực. Nếu hắn là đại tướng trên chiến trường, đi cùng các chiến sĩ, thì quân lực do hắn thống lãnh sẽ là hùng mạnh ra sao? Quang hoàn của Mặc Hiền đối với hồn sư chỉ là tăng phúc tầm thường, so với thất bảo lưu ly tháp thì chẳng thế nào mà so sánh. Thế nhưng nhân số đông lên, ưu thế của hắn mới được phát huy. Cái vuôn của hắn cứ như là được sinh ra cho chiến tranh quy mô lớn vậy. Do đó học viện xử lý khác coi trong hắn không kém Vũ Hào, thậm chí đã có quyết định khi mà tu vi của hắn tăng lên bát hoàn hồn đấu la, hắn sẽ được gia nhập hải thần các. Dẫu vậy,
Trước những vinh quang mà học viện đặt sẵn cho mình, Mạc Hiên lại có suy nghĩ riêng. Hắn là một thanh niên có nhiệt huyết và bốc đồng, thân là hồn sư lại học tập ở học viện xử lý khác, hắn sao lại không có khao khát chiến đấu. Mỗi khi đi cùng đồng đội ra ngoài ngao du, hắn luôn là trung tâm của sự bảo vệ, thậm chí có thể nói là chẳng có việc gì khác để làm, chẳng khác nào một thằng công tử bột. Nhìn thấy đồng đội xông vào uy dũng, hắn chẳng làm được gì cả, chỉ tăng phúc một cách hạn chế cho các đồng đội với quang hoàn yếu kém của mình. Không biết bao nhiêu lần, Mạc Hiên ảo tưởng rằng bản thân sẽ có thể như là bạn bè nhảy vào giữa trận địch, tung hoành ngang dọc. Thế nhưng hắn có thể sao? Câu trả lời là không. So với hồn sư đồng cấp, ngay cả tố chất cơ thể cũng chỉ có thể nói là yếu nhất. Hồn kỹ chiến đấu thì không có. Muốn trùng kích vào trận địa của địch thủ chứ có thể nói là lục mạng. Đó là nỗi lòng canh cánh của Mạc Hiên. Thế nhưng không lâu trước khi mà đi vào tình đấu lại xâm lâm, hắn đã thấy được ánh sáng tạo thành thay đổi rực rỡ cho bản thân, pháo đài di động làm hắn cực kỳ là rung động. Khi mà hắn đường Vũ Hào chỉ dẫn, tay điều khiển bắn một tia hồn đạo xa tuyến, chặt gãy một nhánh cây to, hắn hưng phấn đến suýt nữa là hét to lên, lần đầu tiên hồn lực quán có thể công kích. Hồn đạo khí, đúng, hắn có thể sử dụng hồn đạo khí, căn bản thứ này chẳng có gì xung đột với hồn kỹ quang hoàn của hắn cả. Hai ngày nay trở về, tim hắn như là bị ai đó cắn xé vậy. Cả đêm qua không ngủ, sáng sớm tới tờ mờ đã mặc quần áo, chỉnh tề lò dò ra khỏi học viện đến tìm Vũ Hào. Bảy sư huynh đệ Vũ Hào thuộc về đồng môn, Mạc Hiên biết địa điểm hắn cũng đến hỏi thái viện trưởng, thế nhưng không nói mục đích của mình là gì. Hắn cũng không muốn biết học viện sẽ phản ứng ra sao khi mà biết hắn muốn học tập hồn đạo khí, lỡ như không cho phép thì sao. Mạc Hiên rất là cảm kích việc học viện bồi dưỡng hắn, thế nhưng hùng tâm tráng khí muốn hắn trở thành chiến sĩ xa trường, một giấc mơ oanh liệt. Giấc mộng đó phá vỡ cả những nghi ngờ của lý trí. Hắn muốn đến hỏi Vũ Hào, muốn bản thân trở thành một hồn đạo sư. Mạc Hiên đang suy nghĩ nên mở lời như thế nào thì Vũ Hào đi ra, mắt thâm quầng đỏ lên vì thiếu ngủ. Mạc Hiên học trưởng là huynh mới vào. Vũ Hào nhìn thấy Mạc Hiên cũng nghi hoặc, nếu như lúc bình thường tỉnh táo còn có thể lò mò đoán ra nguyên nhân, thế nhưng lúc này đã mệt quá, cả đêm nói chuyện khiến cho hắn cảm thấy giọng nói của mình khàn đi. Mạc Hiên ải ngại lên tiếng, Vũ Hào, mau muội đến đây quấy rầy người rồi, nếu trong đường môn không tiện chúng ta ra ngoài cũng được. Vũ Hào nắm tay hắn kéo vào cười rồi nói, gì mà không tiện, đường môn cũng như trong học viện, Mạc Hiên học trưởng không cần đa lễ vậy, chúng ta vào trong nói chuyện. Hắn vừa đi vừa ngáp dài. Mạc Hiên hơi ngạc nhiên rồi hỏi, tối qua ngươi ngủ không ngon hả? Vũ Hào cười khổ, ta không ngủ, cả đêm bàn luận hồn đạo khí với một vị lão sư đến tận giờ. Mạc Hiên học trưởng, nhìn ngươi dường như là cũng không ngủ ngon. Mạc Hiên cười miễn cưỡng, trong đầu của ta lúc này cũng chỉ có hồn đạo khí, ngươi có vẽ cho ta một viễn cảnh thật lớn, đối với ta thật là tuyệt vời. Vũ Hào hơi là lờ mờ buồn ngủ, thế nhưng nghe hắn nói cũng hiểu ngay. Mạc Hiên học trưởng, ngươi muốn học sử dụng hồn đạo khí đúng không? Cái này không thành vấn đề, ta đã đề nghị với học viện, hơn nữa Huyền lão, ngôn viện trưởng, tiên viện trưởng cũng đã cho phép. Sắp tới học viện sẽ bắt đầu thí nghiệm dạy học viên sử dụng hồn đạo khí, thậm chí học viên nội viện bắt buộc phải học tổng quan chế tạo hồn đạo khí để tìm hồn đạo khí thích hợp cho mình. Mạc Hiên hai mắt sáng rỡ, cái tin tức này quả là kho báu trời cho. Vũ Hào dẫn hắn vào trong phòng khách, cũng còn quá sớm, những người đã thức dậy cũng chỉ có mới đi ăn vệ sinh ăn sáng nên tiệm viện khá là yên tĩnh. Vũ Hào mời Mạc Hiên ngồi rót nước cho hắn. Mạc Hiên học trưởng, ngươi có vấn đề gì cứ việc hỏi ta, chỉ cần ta biết có thể giải đáp. Mặc dù mệt mỏi thế nhưng hắn cũng có cảm tình với vị học trưởng yêu thích hồn đạo khí này, dĩ nhiên sẽ giúp. Mạc Hiên không chút do dự rồi nói, Vũ Hào, đừng gọi ta là học trưởng này học trưởng nọ, trước mặt ngươi học trưởng vô năng như ta thật là xấu hổ, cứ xem ta là bằng hữu gọi tên là được. Vũ Hào mỉm cười, vậy cũng được, Mạc Hiên, ngươi có nghi vấn gì cứ hỏi đi. Mạc Hiên nói, Vũ Hào, có thể cho ta biết, nếu như bây giờ ta bắt đầu học hồn đạo khí, tiềm năng tương lai có thể đạt tới trình độ nào? Ngươi cũng biết vuôn của ta tương đối đặc biệt, hồn kỹ thi triển dù phạm vi lớn, thế nhưng cần rất ít khống chế. Trong học viện học được nhiều kiến thức, biết rõ hạn chế của mình. Đối với ta, những kiến thức kia chỉ xem như là gia tăng học thức. Ta muốn trở thành một hồn đạo sư. Ta muốn sống như mọi người, đối mặt với kẻ địch có thể xông pha chiến đấu, không phải lúc nào cũng núp sau lưng của đồng đội. Lời nói của hắn có vẻ rất là kích động. Vũ Hào suy nghĩ một chút rồi nói, Mạc Hiên học trưởng năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Mạc Hiên nói, 25 tuổi. Vũ Hào nói, nếu như học tập chế tạo hồn đạo khí thì tuổi hơi già. Chế tạo hồn đạo khí cần kiến thức mọi mặt sâu rộng phức tạp, muốn chơi sâu cần phải có trụ cột vững vàng, khó lắm. Nghe nói thế, Mạc Hiên nhất thời lo lắng. Thế nhưng không phải lúc đầu ngươi nói. Vũ Hào giơ tay cắt đứt lời của hắn. Ngươi đừng vội, nghe ta nói hết. Nếu như là học tập chế tạo hồn đạo khí với tuổi của ngươi bắt đầu là trễ. Thế nhưng nếu chỉ học sử dụng hồn đạo khí thì không muộn chút nào. Đối với hồn sư mà nói, sử dụng và chế tạo hai việc rất là khác nhau. Ban đầu ta đề nghị chính là ngươi sử dụng hồn đạo khí tự vệ gia tăng chiến lực. Mạc Hiên hỏi ngay. Vậy nếu như chỉ là sử dụng, ta có thể đạt tới trình độ nào? Vũ Hào nói. Nếu chỉ sử dụng, vì tình trạng thực tế của ngươi, ta khuyên
nên dùng những hồn đạo khí đặc biệt cùng với loại pháo đài di động. Hồn đạo khí loại này phòng ngự toàn diện, vì thể hình lớn nên chiến lực cũng cao, kết hợp với bình sữa số lượng lớn có thể tăng khả năng sinh tồn trên chiến trường, tăng năng lực chiến đấu. Bình sữa kín của Hiên Tử Vân đã hoàn thành, hồn đạo khí đã được bước sang kỷ nguyên mới, nhất là những thứ có thể tích khổng lồ. Các loại hồn đạo khí yêu cầu hồn lực dồi dào. Mặc dù nạp năng lượng mất rất nhiều thời gian, thế nhưng khi nạp đầy sẽ không còn lo hồn lực trong bình sữa biến mất, thời gian sử dụng lại dài, thậm chí không cần tiêu hao hồn lực bản thân hồn sư. Kỹ thuật bình sữa kín rất là xuất hiện, cộng thêm kỹ thuật cơ quan của Đường Môn, thậm chí tương lai người thường sử dụng hồn đạo khí cấp cao cũng không còn là ước mơ. Mạc Hiên gật đầu rồi nói, nói một cách khác, nếu như ta sử dụng pháo đài di động, các loại hồn đạo khí trên người uy lực càng lớn, chiến lực của ta sẽ càng mạnh. Nếu muốn học tập sử dụng nó cần thời gian bao lâu? Vũ Hạo nói, nếu căn bản chỉ cần 1 tháng, để nghiên cứu ra điều khiển thành thạo ít ra cũng 3 tháng. Điều khiển hồn đạo khí quan trọng là quen tay mà thôi. Bản thân ngươi có tu vi là hồn đế, thời gian có thể luyện tập mỗi ngày không ít. Mạc Hiên hưng phấn vỗ tay, được rồi, ta sẽ học điều khiển pháo đài di động. Vậy khi trở về ta nên tìm lão sư nào để học? Vũ Hạo bị hắn hỏi khó, bất đắc dĩ nói, hiện tại trong học viện ngươi chưa học được, dạy sử dụng hồn đạo khí nhất định là học viện sẽ đào tạo từ căn bản, để về sau các học viên có thể nắm vững nhiều loại hồn đạo khí. Pháo đài di động là sản phẩm mà ta nghiên cứu được sau khi cải tiến hồn đạo khí toàn hình địa hình ở trong chương trình trao đổi học tập với Học viện Hoàng gia Nhật Nguyệt. Bên phía chúng ta chắc chỉ có một. Mạc Hiên ngẩn ngơ, chỉ có một, vậy thì ngươi có thể bán cho ta không? Ta biết là khó, thế nhưng ta sẽ nghĩ cách kiếm tiền. Vũ Hạo nói, thật xin lỗi Mạc Hiên, không phải ta không chịu bán cho ngươi, thế nhưng thật ra vì kỹ thuật này hiện tại còn nằm trong nhóm cơ mật, không để cho địch có thể dò la được, chúng ta phải giữ bí mật. Hơn nữa kỹ thuật này còn chưa hoàn chỉnh, chúng ta cần phải nghiên cứu cải tiến hơn nữa. Đối với chúng ta nó chính là hình mẫu, nếu bán cho ngươi chúng ta không có cái khác, hay là ngươi đợi khi Đường Môn bắt đầu sản xuất số lượng lớn thì sẽ đặt cho ngươi một cái. Mạc Hiên thất vọng chán chê, phải đợi bao lâu, ta còn phải học sử dụng nữa. Vấn đề này Vũ Hạo công bố phép, việc này phải bàn với Hiên Tử Vân mới biết. Pháo đài di động sử dụng rất nhiều loại vật liệu, chính nó cũng có vài vấn đề cần điều chỉnh. Hơn nữa muốn sản xuất số lượng lớn thì uy lực của pháo đài di động phải giảm đi, sử dụng các vật liệu rẻ hay thế, rồi còn phải thí nghiệm liên tục để hoàn thành. Đủ thứ vấn đề hắn còn chưa suy nghĩ tới thì làm sao trả lời được đây. Vũ Hạo tỏ ra khó nói, Mạc Hiên cau mày, hắn giống như là một người sắp chết đuối giữa biển khơi phớ được một cái phao cứu sinh, thế nhưng cái phao đó lại bị xì. Vũ Hạo hỏi thử, thật ra thì ngươi cứ học sử dụng hồn đạo khí cấp thấp trước để vững căn bản. Mạc Hiên nói, ta hiểu ý của ngươi, căn bản sử dụng hồn đạo khí ta nhất định sẽ học, thế nhưng pháo đài di động đối với ta rất là hấp dẫn, ta đã khẩn trương lắm, hay là ngươi xem thế này. Hắn khựng lại một chút rồi đưa ra quyết tâm, hắn nói, ta gia nhập Đường Môn, như vậy ta có nghĩa vụ bảo vệ bí mật của Đường Môn, mỗi ngày còn có thể tranh thủ một chút thời gian học sử dụng pháo đài di động, có được hay không? Vũ Hạo hết hồn, Mạc Hiên ngươi nói thật chứ, Đường Môn chúng ta dù thành lập chưa bao lâu, thế nhưng cũng là một tông môn, nhập môn thì dễ, thế nhưng tương lai muốn xuất môn thì phiền phức đó. Mạc Hiên nói, đã gia nhập tại sao ta muốn rời đi, chẳng qua Đường Môn các ngươi có chịu nhập một phế vật không có chiến lược hay không thôi. Phế vật, chứ có nói đùa, đội viên chúng ta mà có phế vật, Mạc Hiên học trưởng cam nguyện gia nhập Đường Môn chúng ta đồng ý cả hai tay hai chân. Vũ Hạo mừng quýnh lên, thậm chí mệt mỏi vì cả đêm không ngủ cũng vơi đi phần nào. Hắn còn chưa rõ lắm hồn kỹ quang hoàn có tác dụng cực xa, thế nhưng chỉ cần được học viện xử lý khắc coi trọng như vậy, thì hồn kỹ kia ắt là phải rất xuất chúng. Hồn sư cường đại chuyên phục vụ chiến tranh, với tương lai Vũ Hạo có lẽ cực kỳ ít lợi. Mạc Hiên nói, sau khi gia nhập Đường Môn có phải ta có thể? Vũ Hạo lập tức gật đầu, dĩ nhiên cũng không nhất định phải học tập Đường Môn, thứ này chỉ mình ta có, lúc nào ở nội viện ta cũng có thể hướng dẫn cho ngươi. Mạc Hiên mừng rỡ, như vậy tốt quá, ta học xong cách sử dụng, sau này ngươi làm ra một cái tốt hơn, nhất định phải bán cho ta một cái. Vũ Hạo cười lớn, đã là thành viên Đường Môn, mấy cái chuyện bán buôn này nọ đừng nói tới làm gì, nhất định sẽ làm cho ngươi một món. Mạc Hiên nói, nhất ngôn kiều đỉnh ta gia nhập Đường Môn cần thủ tục gì? Vũ Hạo nói, ngươi chờ chút ta đi báo trưởng môn đại sư huynh. Cái gì? Để lại kéo thêm một người tới gia nhập, coi ở nội viện. Mạc Hiên, cái tên này nghe sao quen quen, hình như chẳng phải là cái tên mà được đặt cách là Điện Bát Hoàn sẽ đưa vào Hải Thần Các sao? Vũ Hạo ngươi làm như thế nào hay vậy? Bối bối Ôn Văn nhỏ nhá lúc này cũng tuôn ra một tràng kinh ngạc. Ánh mắt nhìn Vũ Hạo như là một thằng cò mồi dẫn dụ buồn người vậy. Chỉ một thời gian hắn dẫn về cả đống người, U Linh Na Na, những gã hồn đạo sư trẻ tuổi bị thánh linh giáo uy hiếp, rồi tới Quý Thượng Trấn Kinh Tử Yên siêu tuyệt cường giả, hai chú ám kim khủng Trào Hùng, rồi cả chủ tịch nghiên cứu viện Minh Đức Đường, bây giờ còn đến nhân vật đặc biệt của nội viện, còn ai mà hắn chưa mời được nữa không? Mà cũng chẳng vừa, lại là nhân vật tương lai được chỉ định đưa vào Hải Thần Các. Bồ bối ở học viện lâu hơn Vũ Hạo, sau khi Mục Lão tạ thế thì tình hình nội viện còn rõ hơn, dĩ nhiên biết Mạc Hiên. Vũ Hạo thế bồi bối kinh ngạc như thế chỉ là gãi đầu. Đại sư huynh đây chẳng làm gì cả, chẳng qua Mạc Hiên thích pháo đài di động của đệ, rồi tìm tới mà thôi. Huynh biết thứ đó không truyền ra ngoài, đệ còn chưa mở lời thì hắn đã nói muốn gia nhập Đường Môn, chẳng lẽ không được hay sao?
Được, dĩ nhiên được, quá được rồi, Bối Bối rối rít khẳng định. Vũ Hào để biết Mạc Hiên có danh xưng gì ở nội viện không? Vũ Hào lúc này mới chưng hứng lắc đầu, thế nhưng lờ mờ đoán ra, nhất là khi nghe Bối Bối nói Mạc Hiên tương lai có thể vào Hải Thần Các. Bối Bối nói danh hiệu của hắn còn khí phách hơn cả Ngôn viện trưởng, là lãnh tụ chiến tranh. Lãnh tụ chiến tranh, danh hiệu thật là khí phách. Vũ Hào kinh nghi, hắn mạnh như vậy sao? Quang hoàn phụ trợ quán đệ cũng đã được thử qua, nói thật hiệu quả bình thường thôi. Bối Bối cười khẩy, đối với hơn xưa trình độ như chúng ta, dĩ nhiên hiệu quả tăng phúc quán chỉ bình thường. Thế nhưng nếu như cái phụ trợ này có thể tăng phúc cho 10 vạn người một lúc thì sao? Cả một quân đoàn đột nhiên tăng chiến lực, cả tốc độ, sức mạnh, phòng ngự đều tăng hết. Hoặc là cả tăng phúc dạng thị huyết thì sao? Hai đại quân vốn chiến lược ngang ngửa, sau khi tăng phúc kết quả thế nào? Vũ Hào thất kinh, cái gì? Quang hoàn phụ trợ của hắn có thể đồng thời tăng phúc cho 10 vạn người,